đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đã ký. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí Chủ tịch, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã có tên sau lên vị trí danh dự đón nhận quyết định bằng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Hồng Hiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc. Đồng chí Trần Văn Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Túc. Đồng chí Nguyễn Đại Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Phú Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Yên. Đồng chí Vũ Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Vân Từ. Và đồng chí Dương Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Từ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên vị trí danh dự để đón nhận bằng công nhận làng nghề truyền thống. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy lên trao quyết định công nhận điểm du lịch làng nghề Mây Che Đan Cỏ Tế, xã Phú Túc và làng nghề truyền thống đối với hai xã Phú Yên và xã Vân Từ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Túc, xã Phú Yên và xã Vân Từ. Thật là mình là không được lên đây nhỉ, người ta mang về tận nơi cả. Là mình lên đấy nhận chứ, lên sở nông nghiệp nhận chứ. À, to hơn đây. Lên sở nhận chứ. Cả nông sở nông nghiệp nó trao chứ.